cây mà chúng ta dễ trồng mà có giá trị kinh tế cao, năng suất cũng khá là cao, bán được giá cũng rất là cao. Đó là thứ nhất là cây mít. Mít thì nó có nhiều loại mít, và con có thể quan sát là mít Thái, mít ruột đỏ lá bầu hoặc mít ruột đỏ ruby. Đây là những cái loại cây đang lên ha bà con ha. Thứ hai là cây bưởi ruby, cây thứ ba là cây ổi ruby, cây thứ tư là cây lựu đỏ Ấn Độ, và cây cuối cùng là cây na Đài Loan. Đây là những cái loại cây mà bà con có thể cân nhắc nếu chúng ta mới bắt đầu bước vào cái cuộc hành. Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với siêu thị cây giống thì Oanh cùng với các anh chị thường hay chia sẻ với bà con những cái loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Và bên cạnh đó thì bên Oanh cũng có đội ngũ kỹ thuật để có thể đến tận vườn quý bà con, cùng quý bà con chăm sóc khu vườn của mình, làm sao cho chúng ta tiết kiệm chi phí nhưng mang lại cái hiệu quả tuyệt vời cho khu vườn, giúp cho cây mau có trái và mau có tiền nha bà con ha. Ngày hôm nay chúng ta đang đứng tại siêu thị cây giống ở quốc lộ 57, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Và bên quanh cũng đang đi một cái xe hàng sầu riêng cùng với mít, dừa, rồi bưởi hả bà con ha. Nhưng ngày hôm nay không phải là để khoe cho quý bà con cái xe hàng, mà quanh muốn chia sẻ với quý bà con về top 5 cái loại cây dễ trồng. Phải quay cái top 5 này thì quanh phải ở tại siêu thị cây giống thì mới có thể chia sẻ với quý bà con chúng ta được. Và cái loại đầu tiên mà Oanh muốn chia sẻ với quý bà con, mà quý bà con cùng theo Oanh nha. Chúng ta sẽ chia sẻ về mít đi ha bà con ha. Đầu tiên thì Oanh muốn chia sẻ với quý bà con chúng ta về mít. Mít là một trong những cái loại rất là dễ trồng. Mít thì cái đầu đây là cái ưu tiên số 1 của quý bà con. Khi mà Oanh quan sát thì đây là ưu tiên số 1 của quý bà con khi chúng ta chọn cái cây nào đó. Bà con hỏi là cái cây nào mà dễ trồng thì Oanh nói là mít là cây dễ trồng nhất, nhắm mắt trồng cũng được. Và mít thì nó có rất là nhiều loại, như là mít Thái siêu sớm là loại bà con khá là quen. Rồi có mít giống như Oanh đang đứng ở một cái lô gọi là mít thước trái dài của Malaysia. Đây là một cái cây gọi là năng suất tuyệt vời ha bà con ha, một trái của nó 40-50 kg. Hoặc là chúng ta có thể trồng mít sơ đỏ ruột đỏ của Malaysia, mít ruột đỏ lá bầu, mít ruột đỏ ruby thơm mùi tú nữ ha bà con ha, do rất là nhiều các loại mít. Và thời gian sinh trưởng của mít cũng khá là nhanh. Đối với mít Thái siêu sớm thì nó tầm khoảng là 15, 16, 20 tháng, thậm chí là có nhiều nhà nông ở bên đây gọi là trồng có 1 năm là anh Diễn anh cho trái rồi, Oanh cản không được. Tại bà con nói là ôi trời ơi, bây giờ đất nó tốt quá, bây giờ cây nó tốt quá thì cho bà con để trái luôn nha. Ok, cái mùa đầu tiên chúng ta có thể để một trái cũng được, để cho nó có cái sự hứng khởi ở trong lòng thôi bà con ha. Rồi tiếp theo mít thì chui chui luôn. Tiếp theo mít thì chúng ta sẽ đề cập đến một cái bạn tiếp theo nữa, mà cũng khá là dài ngày, nhưng mà nó ngắn hơn so với sầu riêng, đó là cây bưởi ruby. Bưởi ruby thì nhiều bà con chia sẻ khi chúng ta ăn bưởi ruby nó có mùi, có vị hơi nhẫn nhẫn ha, có vị hơi đắng đắng nhẫn nhẫn, nhưng thưa quý bà con đó không phải là vị nhẫn mà đó là vị the của bưởi. Khi chúng ta ăn cam cũng vậy, bà con thấy là ở trong cái muối cam nó có một cái tinh dầu, nó the nó làm đánh thức cái vị giác cũng như cái mũi gọi là gì anh? Nó thích nhất là cái lỗ tai nó ơi, vị giác, khứu giác chứ, lỗi bà con quên luôn. Đó là khứu giác của chúng ta. Đối với người già và trẻ nhỏ là những người mà không có thích ăn nhiều, thì nó sẽ giúp cho những người già và trẻ nhỏ ăn nhiều hơn. Còn đối với phụ nữ, đối với những người con gái, hoặc là đối với những người thích giảm cân hoặc là tăng cường sức đề kháng thì bưởi là một trong những cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Nên là Oanh nghĩ khi trồng bưởi thì không bán được cho người này cũng bán được cho người kia, và đặc biệt là cây bưởi ruby thì lại rất ư là dễ trồng. Bạn ấy chỉ có bị mỗi một cái bệnh, đó là bệnh sâu vẽ bùa. Mà sâu vẽ bùa thì ở cây bưởi nào hoặc là cây có cam có muối nào thì nó cũng bị ha bà con ha. Đây là một cây bưởi ruby của siêu thị cây giống, mà con thì nhìn thấy là nó rất là xinh, nó rất là đẹp, và cây bưởi này khi mà xuống đất là nó sẽ nhú chồi liền. Mà bà con thấy là đây nó có những cái đã nhú chồi sẵn đó nè. Và khi mà siêu thị cây giống làm bưởi ruby á, thì bà con có thể xem, tại vì đang đứng tại siêu thị cây giống thì Oanh chia sẻ luôn về cách sản xuất luôn ha. Bà con thấy mấy cái cục u nần xấu xấu này không? Tức là cây bưởi ruby này đã được phủi đọt, gọi là ta khi ra được non xong cái phủi cái đọt đó để cho nó đôn cho cái phần bo này nó già. Nên bà con thấy cái phần bo này nè,
nó rất là già ha, nó rất là già và nó rất là tròn. Tế bào của cái phần bo nó ra đầy đủ nên nó rất là khỏe, nên nó trong chậu mà nó đã búng những cái tường như thế này. Thì khi bà con xuống đất thì bà con hình dung ra nó sẽ rất là nhanh phát triển, và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất 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 là nhiều cái thời gian, kết hợp với việc chăm sóc đầy đủ về dinh dưỡng và sử dụng phun bích Hoa Kỳ, siêu dưỡng cây hoặc là siêu vật đọt, nó sẽ giúp cho những cái cây bưởi của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ ha bà con ha. Và bưởi Ruby nó có một cái đặc tính là rất là thú vị là sức sinh trưởng của nó rất là nhanh. Có 2 năm là bà con có thể để trái bối, và điều này gây sự ngạc nhiên cho rất nhiều các cái lão làng khi trồng bưởi. Tại bưởi da xanh thì phải để tính 3 năm thì bà con mới bắt đầu cho trái, và cho trái chơi chơi thôi, khoảng 2-3 trái thôi. Nhưng bưởi Ruby thì lại cỡ 2 năm là chúng ta bắt đầu cho trái. Và ở bên Thái khi mà Quanh được tham quan thì những cái cây bưởi nó thấp thấp cứ quanh thôi mà tàn nó chia đều. Bà con nhớ nha, Quanh có một cái video chia sẻ về cái cách mà làm tàn của bưởi đó. Tàn càng trống thì những cái trái nó sẽ vươn ra càng nhiều. Chúng ta phải tỉa cành tạo tán cho nó ok. Thì bà con nhớ đăng ký kênh để khi mà Quanh tỉa cành tạo cán cây bưởi thì bà con có thể được nhận để chúng ta có thêm nhiều kiến thức hơn nữa để cho chăm sóc khu vườn của mình ha bà con ha. Thì bưởi Ruby hiện tại bây giờ ở bên đất nước bạn thì đang được bán với giá cũng ok, nó khoảng 150.000 một ký. Nhưng ở Việt Nam thì Quanh đã tính toán thì nếu nó khoảng 60.000 một ký tại vườn thôi thì nó đã mang lại giá trị kinh tế rất là cao. Và ưu điểm và nổi trội của bạn này không phải dễ trồng không mà trái rất là sai, và trái thì ăn rất là ngon ha. Nó có màu đỏ, mọng nước, các cái tép chi cũng khá là đều, và đặc biệt là không bị chai đầu muối ha bà con ha. Đây là một cái rất là dễ bị ở cây bưởi. Và đặc biệt nếu nói về bệnh thì cây bưởi Ruby nó không có bị bệnh bằng lá gân xanh. Đó là cái loại cây thứ hai. Cái loại thứ cây thứ ba mà Quanh muốn chia sẻ đến quý bà con. Wow, chúng ta sẽ thấy một cái đống hỗn độn ở phía sau này. Các bạn đang đóng thùng. Và một cái loại cây tiếp theo mà Quanh muốn chia sẻ đến quý bà con đó là cây ổi Ruby. Cây ổi Ruby cũng là một trong những cái loại cây rất là dễ trồng ha bà con ha. Và khi mà để ở trong trại như thế này thì các cái búp măng non cũng đã bắt đầu nhú nhú lên. Đây, các búp măng non đã bắt đầu nhú nhú lên. Và ổi Ruby thời gian cho trái của bạn khoảng 6 tháng là bắt đầu có thể cho trái. Và nếu mà con trồng từ những cái cây mà những cái cây giống mà nó khỏe như thế này thì nó sẽ rất là nhanh phát triển ha bà con ha. Gọi là tiết kiệm được rất rất là nhiều cái thời gian luôn á. Chẳng hạn như Quynh rút đại một cái cây cây nào đang có chồi cho bà con chúng ta dễ ấy nha. Cây hồi nãy thì nó to quá nên bà con sẽ bắt đầu ngạc nhiên là sao nó kỳ thế ha. Cái này cũng to. Như bà con thấy không, cái cách làm ổi của bên Quanh nè. Một cây ổi này nếu mà đơn vị sản xuất bình thường sẽ làm được 2 cây, đang cây, còn bên Quanh thôi quốc cây cho cây bự. Việt Nam chúng ta thích bự. Và như thế này khi về trồng ha bà con ha. Thế chỉ khoảng là 3 tháng thì bắt đầu đã cho trái rồi, nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta giữ dưỡng sức cho cây là khoảng 6 tháng chúng ta hãy bắt đầu để trái nha. Và cái giá trị kinh tế của cây ổi Ruby thì như thế nào hiện tại bây giờ? Ổi Ruby nếu chúng ta trồng đúng kỹ thuật, đúng giống mà trái đẹp, trái ngon thì được xuất khẩu đi Trung Đông với giá cũng rất rất là hợp lý ha bà con ha. Và quan trọng là chúng ta có đầu ra cho bằng ổi Ruby này mà nó cực kỳ gọi là dễ trồng ha bà con ha. Cực kỳ gọi là dễ trồng, ổi Ruby trái rất là sai và cực kỳ dễ trồng nha bà con nha. Rồi, top 5 loại cây dễ trồng tiếp theo mà đứng vị trí thứ tư đó là cây lựu đỏ Ấn Độ. Lựu đỏ Ấn Độ thì hiện tại bây giờ bên Quanh đang sử dụng là cành chiết nhập khẩu. Và cũng rất là may là hiện tại trong vườn gọi là nhú lọc. Ở ngoài Bắc gọi là nhú lọc, còn ở trong Nam của chúng ta gọi là lú chòi. Và bà con có thể thấy nè, cây lựu nó đẻ rất là nhanh. Đó, vừa lú là nó lú luôn cả cái bông ra, và cái sắc tố màu đỏ của nó rất là đỏ nè. Này gọi là cây đúng giống đó bà con ha. Được không ạ? Được. Cây gọi là cây đúng giống lựu đỏ Ấn Độ ha bà con ha. Lựu đỏ lùng Ấn Độ nên là mới có cái cành như thế thôi là đã bắt đầu cho trái rồi. Và bà con có thể thấy được những cái sắc tố đỏ ở trên những cái lá non đang tiết ra như thế này. Còn những cái cành đó thì nó hơi tía tía như thế này. Nên nhiều khi bà con về bà con những cái cành nó đã hóa gỗ như vậy thì nó không còn màu tía nữa nha bà con nha. Những cành đã hóa gỗ như thế này thì không còn màu tía nữa. Thì nói về cây lựu thì thật sự Quanh rất là hứng thú với loại cây này. Và khi mà Quanh trình bày chia sẻ cùng với các chủ đầu tư kết hợp với các công ty kỹ thuật để định hướng lâu dài thì lựu đỏ Ấn Độ là một trong những cái loại cây mà có giá trị kinh tế cực kỳ cao. Khoảng 9 tháng là bắt đầu chúng ta để trái được. Bà con thấy không, một cái cây như thế này, Quanh cũng cố gắng đụng lay động một tí. Một cái cây như thế này mà bây giờ đã bắt đầu cho bông.
ha. Một cái cây như thế này bây giờ bắt đầu cho bông, đủ sức nó có thể là đậu, thì bà con thấy là nó sẽ cho trái rất là sớm. Tuy nhiên là tháng thứ 9 bà con hãy bắt đầu để trái. Và lựu cũng giống như cây ổi, có trái sớm và trái gọi là trái chuyền. Trái rất là sai, từ mùa này qua mùa khác là nó rất là sai. Và thời gian làm trái của nó chỉ có khoảng là 2 tháng tới khoảng 3 tháng thôi. Nên đó là bà con biết là giá trị kinh tế nó mang lại rất là tốt. Và theo sự hạch toán của Oanh cùng với các anh chị kỹ thuật á, khi mà hạch toán cho chủ đầu tư á, từ những năm kinh tế khoảng năm thứ 4, thứ 5 của cây lựu đỏ Ấn Độ trở đi, 1 hectare lựu, bà con nhớ nha, 1 hectare lựu sau khi trừ tất cả chi phí có thể mang lại lợi nhuận cho chúng ta là 1 tỷ đồng. Này nó nhỏ nhỏ thôi, bà con bắt Oanh nữa. Đó là bây giờ là Oanh với anh Diễn đang cố gắng kiếm tiền để cho chúng ta đầu tư vào lựu. Và lựu có rất là nhiều các cái tác dụng, đặc biệt là cho làn da càng ngày càng đẹp hơn, xinh hơn, sức đề kháng tốt hơn. Và đặc biệt là trong lựu có một cái chất gọi là chống ung thư rất là tốt. Đó là ở bên nước ngoài hiện tại bây giờ người ta đang sử dụng lựu rất là nhiều để mà loại là một cái thực phẩm tốt cho sức khỏe, ở dạng là đóng chai, ở dạng là viên hoặc là ăn tươi đó bà con ha. Và một cái loại cây cuối cùng mà Oanh muốn chia sẻ với bà con trong cái top 5 loại cây dễ trồng, đó là cây na Đài Loan. Chúng ta sẽ đi tìm cái cây giống để chúng ta hình dung luôn ha bà con ha. Cây na Đài Loan có xuất xứ từ Đài Loan, và như bà con đã biết thì những cái loại trái cây có xuất phát từ Đài Loan như cây ổi ruby, nó có những cái điều độc đáo rất là tuyệt vời và những cái loại cây khác nó không có cạnh tranh được. Đây chính là những cây na Đài Loan ha bà con ha. Na Đài Loan thì đặc tính của bạn ấy là nó có hơi có lông mịn ở phía cái phần lá của nó. Và na Đài Loan thì thời gian sinh trưởng của nó cũng khá là nhanh, khoảng 15-16 tháng đã bắt đầu cho trái. Và cái điều quan trọng là cái trái của nó là nặng từ 1kg đến 1,2kg ha. Và trái rất là sai. Nếu mà so với na Thái thì na Đài Loan lại dễ thụ phấn hơn na Thái rất là nhiều. Tự thụ phấn được khoảng 95% và 95% là điều rất là mơ ước của chúng ta rồi đúng không ạ? Cũng phải cho nó rớt một xíu, đậu hết cây đeo không nổi ha bà con ha. Thì giá trị kinh tế của nó cũng khá là cao. Nếu mà bây giờ trái thời điểm hiện tại bây giờ khoảng 150.000 một ký. Na Thái thì khoảng 70-120, còn na Đài khoảng 150. Tuy nhiên na Đài thì sức sinh trưởng mạnh hơn, dễ trồng hơn, dễ thụ phấn hơn, nên là nó được sự yêu chuộng nhiều hơn. Ok bà con, này Oanh xin phép được chia sẻ lại top 5 loại cây mà chúng ta dễ trồng mà có giá trị kinh tế cao, năng suất cũng khá là cao, bán được giá cũng rất là cao. Đó là thứ nhất là cây mít. Mít thì nó có nhiều loại mít, bà con có thể quan sát là mít Thái, mít ruột đỏ lá bầu hoặc mít ruột đỏ ruby. Đây là những cái loại cây đang lên ha bà con ha. Thứ hai là cây bưởi ruby, cây thứ ba là cây ổi ruby, cây thứ tư là cây lựu đỏ Ấn Độ, và cây cuối cùng là cây na Đài Loan. Đây là những cái loại cây mà bà con có thể cân nhắc nếu chúng ta mới bắt đầu bước vào cái cuộc hành trình cho ngành nông nghiệp, thì chúng ta có thể lựa chọn những loại cây này để chúng ta trồng cho chúng ta nhẹ đầu, đỡ công chăm sóc. Còn nếu chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm hơn, vùng đất của chúng ta phù hợp, thì chúng ta có thể trồng những cái loại sầu riêng có giá trị kinh tế cao như sầu riêng Musakin chẳng hạn. Đây là những cái ý kiến rất là chủ quan cũng như là đúc kết kinh nghiệm từ rất nhiều nhà vườn, rất nhiều nhà nông mà Oanh chia sẻ với quý bà con. Mong rằng là video này có thể giúp ích cho quý bà con của chúng ta trong việc chúng ta ra quyết định trồng cái cây gì cho khu vườn nhà mình ha bà con ha. Và năm loại cây mà Oanh chia sẻ nãy giờ nó phù hợp với vùng đất là Tây Nam Bộ nè, trong Nam Bộ nè, Tây Nguyên nè, Hội Bắc cũng trồng được luôn nha bà con nha. Nên là bà con chúng ta hãy mạnh dạn gọi là tìm hiểu và đầu tư cho khu vườn của mình. Tại vì Oanh biết hiện tại bây giờ giá trị kinh tế của cây ăn trái nó sẽ cao hơn giá trị của trồng lúa và chăn nuôi cũng khá là nhiều. Nên là bà con chúng ta nếu mà có điều kiện kinh tế cũng như là quyết tâm, ý chí chúng ta quyết tâm thay đổi kinh tế của gia đình mình, thì bà con có thể lựa chọn những cái loại cây này để mà trồng cho khu vườn của mình. Còn nếu trong quá trình trồng trọt bà con vẫn còn đang lăn tăn, vẫn còn đang khó khăn, chưa có biết cách trồng, thì bà con cứ yên tâm. Tại vì có siêu thị cây giống cùng với đội ngũ của mình luôn luôn đồng hành cùng quý bà con của chúng ta. Thế nên bây giờ nếu có bất kỳ thắc mắc gì hoặc là có nhu cầu gì, bà con cứ alo vào số hotline hiện trên màn hình để Oanh cùng với các bạn tiếp tục đồng hành cùng quý bà con và khu vườn của bà con nhé. Còn bây giờ Oanh xin phép được chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video hồi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào quý bà con, mình là Oanh, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Như bà con đã biết, khi đến với kênh siêu thị cây giống, Oanh cùng với các cộng sự của mình thường hay chia sẻ đến quý bà con những cái loại cây giống mới có giá trị kinh tế cao và năng suất cao. Bên cạnh đó thì siêu thị cây giống cũng đồng hành với khu vườn của quý bà con, chia sẻ những kỹ thuật thực tế, những cái loại phân tước gọi là hữu dụng nhưng mà tiết kiệm ngân sách và đặc biệt hiệu quả đối với khu vườn của quý bà con. Bà con cũng biết là cái gốc cái rễ là cái quan trọng nhất. Ngày hôm nay Oanh muốn bật mí một cái bí mật mà Oanh thấy rất là tuyệt vời về một cái loại sản phẩm dành riêng cho rễ. Đây là sản phẩm dinh dưỡng dành riêng cho rễ đến từ Hoa Kỳ, đó có tên gọi là Humic Hoa Kỳ ha bà con ha. Trước tiên thì Oanh muốn chia sẻ về công dụng của Humic Hoa Kỳ. Bà con có thể thấy rõ ràng trên bao bì, đặc biệt đó là giải độc phèn, giải độc hữu cơ và ra rễ cực mạnh, chống nghẹt rễ, vọt đọt mạnh, bông dày và trái to. Với cái công thức rất là đặc biệt là 80% hữu cơ và 20% vi lượng, bổ sung các chất dinh dưỡng gọi là rất là cần thiết cho cây, giúp cho cái bộ rễ, cái dinh dưỡng của rễ, cái rễ của chúng ta đầy đủ chất dinh dưỡng và cây nào nó cũng cần hết nha bà con nha, cả cây ăn trái, cây kiểng, cây lúa, cây gì nó cũng cần hết. Và khi mà cái rễ nó được kích thích mạnh như vậy sẽ giúp cho cái cây của chúng ta gọi là hút chất dinh dưỡng nhanh, năng suất cao, trái to, và đặc biệt là sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm rất là nhiều chi phí và ngân sách cho cái việc sử dụng phân thuốc các bà con ha. Đây là sản phẩm Humic Hoa Kỳ, nó có hai cách sử dụng. Cách sử dụng thứ nhất là bà con sẽ trộn với lại phân gà hoặc là phân chuồng theo tỷ lệ là 100 kg phân và 1 kg Humic Hoa Kỳ, chúng ta có thể rải đều xung quanh tán cây để làm phân. Và cách sử dụng thứ hai là chúng ta có thể pha với nước. Một bịch 1 kg như thế này chúng ta sẽ pha với lại 400 lít nước và chúng ta tưới được cho tới 200 gốc ha bà con ha. Tưới xung quanh tán được 200 gốc sẽ giúp cho cái bộ rễ của chúng ta luôn luôn khỏe mạnh ha bà con nhé. Đây là hai cách sử dụng của Humic Hoa Kỳ và đây là hậu vệ. Và cái thứ hai mà Oanh muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay đó chính là chai siêu vật đọt của nông nghiệp Hoa Kỳ. Chai siêu vật đọt này Oanh muốn chia sẻ về tác dụng của nó rất là thú vị ở chỗ là bung đọt cực nhanh. Tức là cái đọt, cái tược nó sẽ bung rất là nhanh ha bà con ha. Nó bung đọt rất là nhanh như thế này. Đấy. Rồi, cái nữa đó là nó sẽ giúp cho đánh thức cái mầm mà nó ngủ đông. À, nhiều bà con chia sẻ với Oanh là cây trồng về nó cứ ngủ hoài, nó không chịu ra mầm. Thì cái chai siêu vật đọt này nó có một cái chức năng đặc biệt là đánh thức mầm ngủ. Đã ngủ rồi và chúng ta phải đánh thức dậy. Rồi cái nữa là khi mà đó là những cái cành già rồi, nó sẽ giúp những cái cành già đó là phun đọt, ra đọt cực mạnh ở trên cành già. Và với cái công thức rất là đặc biệt và được chế tạo ở dạng gọi là phân tử nano dinh dưỡng, khi mà chúng ta phun ở trên bề mặt lá nó sẽ thấm rất là nhanh vào ở trong bề mặt lá, xen lõi qua các cái tế bào lá, thấm vào bên trong giúp cho cây như chúng ta gọi là tược nó ra rất là nhanh và tược rất là mập nhé bà con nhé. Và cách sử dụng của siêu vật đọt là chúng ta sẽ pha, nếu mà bình quải 16 lít chúng ta sẽ pha đó là 20 đến 25cc cho một cái bình 16 lít xịt vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nếu mà sử dụng cho hệ thống phun tưới tự động thì chúng ta sẽ pha một chai 500ml này với 2 phi nước và chúng ta sẽ xịt được cho là 200 gốc rất là hiệu quả. Và chúng ta sẽ xịt phun đều ở trên lá và nhớ là chúng ta chỉ xịt vào buổi sáng hoặc là buổi chiều thôi, chúng ta không xịt vào buổi trưa nhé. Cái phần mà chồi tược này nó rất quan trọng giúp cho tạo tán cây nó nhanh. Và vì thế thì cây nó sẽ nhanh cho hoa kết quả, giúp cho chúng ta là sớm thu hoạch được trái và nhanh tiền vào trong túi đúng không ạ? Thì cái bộ đôi sản phẩm Humic Hoa Kỳ và siêu vật đọt gọi là kích ở dưới vọt ở trên, nó sẽ giúp cho cây của chúng ta sẽ phát triển mạnh, xanh, đẹp, tàn đều, đẹp lá rất là dày, chồi tược gọi là bung tung té luôn. Đó là cái kết quả mà Oanh đã nhận được rất là nhiều và phản hồi rất là tích cực từ những cái nhà vườn đang sử dụng những sản phẩm của bên siêu vật đọt và Humic Hoa Kỳ. Trăm hay không bằng một thấy, một lần sử dụng còn nhiều hơn 100 lần nói. Thì bây giờ Oanh mời bà con chúng ta cùng nhau trải nghiệm thử bộ đôi sản phẩm siêu vật đọt và Humic Hoa Kỳ, một tiền vệ và hậu vệ chính yếu cho cái cây của chúng ta, để trải nghiệm và cùng nhau bàn luận về kết quả nhé bà con nhé.